Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày ấy, Chủ tịch Fidel bật khóc bên bờ Bến Hải vì lý do này. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm Quảng Trị trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 9 năm 1973. Dù thời gian ngắn nhưng ông đã có nhiều kỷ niệm với con người Quảng Trị. Có một chi tiết bất ngờ xảy ra khiến Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã bật khóc khi đoàn xe chở ông vừa chạy đến sông Bến Hải, vị tuyến 17, chứng kiến người con gái đang lấp hố bom bên đường bất ngờ quất trúng bom bi còn sót lại. Bom nổ, chị ngã xuống, ông đã tìm mọi cách giành giật mạng sống cho người con gái này. Vậy, người con gái ấy là ai, bây giờ đang ở đâu? Năm 2013, chúng tôi trở về Quảng Trị, tìm gặp lại người con gái năm xưa đã khiến Chủ tịch Fidel bật khóc. Sau khi gặp gỡ nhiều nhân chứng, chúng tôi được biết chị có tên là Nguyễn Thị Hương. Năm ấy, chị là đoàn viên ưu tú của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Mấy hôm nay, đông hà mưa dầm, khá vất vả, cuối cùng tôi cũng tìm ra được con đường Đặng Tất, nơi gia đình chị Hương sinh sống. Ngôi nhà của chị khang trang, ấm áp. Chồng chị là anh Lê Mạnh Kết, công tác ở Chi cục Bảo vệ Thực vật Quảng Trị, vừa mới nghỉ hưu. Chị Hương năm nay 57 tuổi, anh chị có 3 người con gái đã lập gia đình và có công việc ổn định. Khi biết tôi đến nhà chị vào thời khắc khá đặc biệt này để tìm hiểu câu chuyện, chị kể hôm qua chị mơ mình được gặp lại Chủ tịch Fidel, ông đang rất khỏe. Một thoáng hồi tưởng, nếu ngày ấy đoàn xe của ông không dừng lại cấp cứu kịp thời cho tôi, chắc tôi đã chết. Chị chung giọng, 40 năm trước, vào ngày 15 tháng 9 năm 1973, Chủ tịch Cuba Fidel đến thăm Quảng Trị. Tại phía bắc sông Bến Hải lúc ấy, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh tổ chức lao động lấp hố bom, xây cuộc sống mới. Tuổi 17, phơi phới sức xuân, chị hăng hái tham gia trong buổi lao động sang lấp hố bom hôm ấy. Vừa lúc ấy, đoàn xe đưa Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Fidel từ Đồng Hới vào Quảng Trị, đến bờ bắc vĩ tuyến 17. Bỗng nhiên, Chủ tịch Fidel yêu cầu xe dừng lại. Chủ tịch Fidel và Thủ tướng Phạm Văn Đồng xuống xe ân cần thăm hỏi người bị nạn. Chị Hương cố mở mắt ra, nhìn thấy lờ mờ một ông Tây to cao, râu ria xồm xoàm bật khóc khi nhìn chị nằm bên vũng máu. Và rồi ông ôm chị lên xe, đưa về bệnh viện Vĩnh Linh cấp cứu. Chị kể giờ đón Chủ tịch Fidel sắp đến, nên ai cũng nhiệt tình làm việc. Hàng trăm thanh niên đang lao động cuốc đất hăng say, bỗng một tiếng nổ vang. Chị nhớ lại khi đó tay tôi đang giữ cán cuốc mà người như bị phạt ngang đổ sụp xuống đất, máu tuôn xối xả, đau nhói. Rồi chị cố gắng đứng dậy, ôm bụng chạy mấy bước lên quốc lộ 1 và ngất xỉu, nằm bên mép đường. Mọi người tìm võng chuẩn bị cán chị đi cấp cứu. Chị bị thương nặng, ruột đứt từng khúc, máu mất quá nhiều. Trong lúc đó bệnh viện Vĩnh Linh lại hết máu dự trữ. Mạng sống của chị lúc ấy quá mong manh. Tai nạn xảy ra khiến chị Hương ruột đứt 8 khúc, đứt động mạch chủ cùng nhiều vết thương nặng khác. Không thể để chị hấp hối như vậy được, ông Tây cao to đã đề nghị bệnh viện tìm mọi cách phải cứu sống chị. Một quyết định được đưa ra ngay lập tức, nếu không có phương tiện cấp cứu kịp thời, ông Tây to cao xin đưa chị ra Quảng Bình, dùng máy bay chở về Hà Nội cấp cứu, nơi đầy đủ phương tiện y tế hơn. Để có máu truyền cho chị Hương, ông Tây to cao điều động ô tô ra Quảng Bình, mang máu về giúp bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời, sức khỏe chị Hương dần dần hồi phục, vượt qua hiểm nghèo. Khi tỉnh dậy, nghe lãnh đạo bệnh viện kể lại chị mới biết mình quá may mắn được ông Tây to cao chính là Chủ tịch Fidel Castro ở Cuba xa xôi sang cứu sống. Gần một tháng sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, sức khỏe chị Hương dần dần hồi phục và ra viện. Vừa về đến nhà, chị nhận được giấy mời lên Ủy ban xã nhận quà. Chị không tin nổi mắt mình khi đọc dòng chữ bên ngoài, ghi rõ là quà của Chủ tịch Cuba Fidel Castro gửi tặng. Nào là thuốc chữa bệnh, thuốc bổ, đặc biệt là tấm danh thiếp in trên giấy đặc biệt, có hoa văn chìm và con dấu nổi. Dòng trên ghi chữ in đứng bằng chữ Cuba và phía dưới là dòng chữ tiếng Việt có ý nghĩa rằng Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba. Sau đây chị mới biết tại đất nước Cuba cũng rất hiếm người được tấm danh thiếp quý giá này. Từ đó về sau năm nào có phái đoàn sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Fidel đều gửi quà tặng chị. Nhận được sự quan tâm thường xuyên của Chủ tịch Fidel, chị rất cảm động. Không thể sang Cuba thăm ân nhân của mình, chị viết thư nhờ các cán bộ gửi sang cảm ơn ông. Chủ tịch Fidel dù bận trăm công nghìn việc nhưng không quên chị. Năm 1985, ông mời chị qua Cuba kiểm tra sức khỏe và ăn dưỡng. Nhận lời mời, chị mừng khấp khởi nhưng đang sinh con nhỏ nên không thể đi được. Chị cảm thấy như mình có lỗi vì bỏ lỡ cơ hội sang đất nước Cuba thăm ông để được nói lời cảm ơn ông chân thành. Sau này khi con lớn khôn, thi thoảng chị lại viết thư thăm ông. Chị nói trước đây mỗi lần gửi thư sang bên ấy rất khó, vì nhiều người không biết sự kiện này nên họ kiểm duyệt gắt cao lắm. Cách đây không lâu, gia đình chị chụp tấm ảnh gồm 5 người, vợ chồng chị và 3 người con cái gửi sang tặng Chủ tịch Fidel Castro. Hôm đi rửa ảnh, chị nhờ thợ in ra 2 cái, một cái chị gửi đi, cái còn lại chị giữ làm kỷ niệm. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sang thăm Cuba, chị Hương đã gửi một ít đặc sản tiêu khô Quảng Trị sang tặng Chủ tịch Fidel. Chị mong rằng ông sớm nhận được món quà đầy nghĩa tình này, đấy là cả tấm lòng và tình cảm của chị, của gia đình hướng về ông. Trở lại câu chuyện thời khắc Chủ tịch Cuba Fidel gặp chị Hương bị thương tại bờ bắc sông Bến Hải. Ông ấn tượng và xúc động mạnh trước sự việc diễn ra. Chủ tịch Fidel gọi đại sứ Cuba tại Việt Nam cùng đi với đoàn lập kế hoạch giúp Việt Nam xây dựng một bệnh viện hiện đại để chữa bệnh cho những người dân sau chiến tranh. Một tháng sau, ý kiến của Chủ tịch Fidel thành hiện thực và bệnh viện mang tên Việt Nam-Cuba được chọn đặt tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngày 19 tháng 5 năm 1974, nhân ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại, Cuba và Việt Nam đã khởi công xây dựng bệnh viện hữu nghị tại Đồng Hới. Tháng 9 năm 1981, bệnh viện được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chuyến vượt vĩ tuyến 17 của Chủ tịch Fidel và vùng giải phóng Quảng Trị sang ngày thứ hai, 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1973, ông cùng đoàn đến huyện Cam Lộ, nơi có trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Người dân Quảng Trị vẫn nhớ như in hình ảnh Chủ tịch Fidel hai tay phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng trên đỉnh cao 241 đang ngổn ngang sát xe tăng của quân đội Mỹ. Ông là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Ở những nơi ông đến, nhân dân Quảng Trị đã đón tiếp hết sức nồng nhiệt và thân ái. Ông bước đi giữa rừng cờ hoa và tiếng hoan hô vang dội của nhân dân Quảng Trị. Trong cuộc meeting chan hòa ánh sáng ban mai của mùa thu năm ấy, quân và dân Quảng Trị thay mặt toàn miền Nam chào mừng Chủ tịch Fidel Castro và đoàn đại biểu Cuba. Chủ tịch Fidel bày tỏ vui mừng được vượt qua hàng vạn km đến thăm vùng giải phóng miền Nam. Giọng ông xúc động. Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba đến miền Nam Việt Nam chào một ngày đẹp trời. Ánh mặt trời chói lọi ở phương Đông, chiếu sáng núi đồi, đồng ruộng. Ánh nắng ban mai làm cho tôi nghĩ đến tương lai Việt Nam cũng đẹp và rạng rỡ như ngày hôm nay. Chủ tịch Fidel diễn thuyết, nhân dân sụt sùi khóc. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu, đồng bào òa lên nức nở. Đó mãi mãi là hình ảnh đẹp trong tình bạn, tình đồng chí đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Trở lại câu chuyện của 43 năm trước, Cuba là nước đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, là nước đầu tiên cử đại sứ sang vùng giải phóng miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Cũng là nước đầu tiên cử đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Chính phủ, do đích thân Chủ tịch Fidel Castro dẫn đầu đến thăm vùng giải phóng miền Nam, nơi có trụ sở của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chuyến thăm này của Chủ tịch Fidel Castro trên đất Quảng Trị là sự kiện lớn không chỉ có ý nghĩa sâu sắc về tình hữu nghị, lịch sử quan hệ hai nước mà còn có ý nghĩa lớn trong đời sống quốc tế, nâng cao vị thế của cách mạng Việt Nam. Những phát ngôn nổi tiếng của cựu Chủ tịch Fidel Castro. Quý vị và các bạn thân mến, cựu Chủ tịch Fidel Castro, nhà lãnh đạo Cuba suốt 5 thập kỷ, từng có nhiều phát ngôn đáng nhớ về bản thân ông và lý tưởng cộng sản. Năm 1953, khi còn là một luật sư trẻ tuổi tự biện hộ tại phiên tòa xét xử cuộc tấn công thất bại do ông dẫn đầu vào pháo đài Moncada ở tỉnh Santiago de Cuba, ông Fidel đã nói rằng, cứ lên án tôi đi, điều đó chẳng quan trọng, lịch sử sẽ xóa án cho tôi. Ông Fidel nói vào năm 1959, tôi đã bắt đầu cuộc cách mạng với 82 người, nếu phải làm lại, tôi sẽ chỉ thực hiện điều đó với 10-25 người và niềm tin tuyệt đối. Bạn có nhỏ bé thế nào cũng không phải vấn đề nếu bạn có niềm tin và một kế hoạch để hành động. Trong cuộc phỏng vấn năm 1959 với đài CBS, 30 ngày sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ của Tổng thống Fulgencio Batista, thì ông Fidel đã nói rằng, tôi không nghĩ về việc cắt bỏ râu của mình vì tôi đã quen để râu và bộ râu của tôi mang nhiều ý nghĩa với đất nước. Khi nào chúng tôi hoàn thành lời hứa của mình về một chính quyền tốt, tôi sẽ cạo râu. Nhà lãnh đạo Cuba nói cùng năm đó như sau, cách mạng không phải là một thứ dễ dàng, cách mạng là một cuộc đấu tranh giữa tương lai và quá khứ. Ông nói vào tháng 12 năm 1985 khi tuyên bố đã ngừng hút xì gà như sau, tôi đã đi đến kết luận từ cách đây rất lâu rằng điều cuối cùng mà tôi phải hy sinh vì sức khỏe của người dân Cuba là ngừng hút thuốc. Tôi thực sự không nhớ nhung gì nó nhiều lắm. Vào năm 1989, ông lại nói, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trên thế giới nếu cộng đồng xã hội chủ nghĩa biến mất. Tôi không tin, điều đó là có thể. Vào năm 1994, khi giải thích về cách tiếp đón trọng thị như nguyên thủ quốc gia dành cho Hugo Chavez, khi ông này đến Havana sau khi ra tù vì dẫn đầu cuộc đảo chính ở Venezuela năm 1992, ông Fidel nói, "Không có gì là kỳ lạ cả, tôi ước mình có nhiều cơ hội để chào đón những người quan trọng như con người này." 5 năm sau, ông Chavez được bầu làm tổng thống Venezuela và trở thành đồng minh thân cận nhất của ông Castro. Năm 2003, ông nói với đạo diễn Oliver Stone trong bộ phim tài liệu Commendate, "Một trong những lợi ích lớn nhất của cuộc cách mạng là thậm chí các gái mại dâm của chúng tôi cũng là các cử nhân đại học." Ông nói trong phần mở đầu bộ phim tài liệu thứ hai của đạo diễn Stone về nhà lãnh đạo Cuba năm 2004 rằng, "Tôi nhận ra rằng số mệnh thực sự của mình sẽ là cuộc chiến mà tôi phải có với Mỹ." Vào năm 2005, ông nói, "Đây là kết luận mà tôi đưa ra sau nhiều năm trong tất cả những sai lầm chúng ta từng mắc phải. Sai lầm lớn nhất là chúng ta tin rằng có ai đó thực sự biết cách xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bất cứ khi nào họ nói đây là công thức, chúng ta nghĩ rằng họ biết, cứ như thể người đó là một thầy thuốc." Hồi tháng 2 năm 2008, khi tuyên bố từ chức chủ tịch, ông đã nói rằng, "Tôi không muốn và cũng không chấp nhận các vị trí chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng tư lệnh. Đó sẽ là sự phản bội lại lương tâm nếu tôi chấp nhận một trách nhiệm đòi hỏi cao hơn khả năng và sự cống hiến mà tôi có thể." Vào năm 2008, ông Fidel đã viết ở một trong các bài báo, "Chúng ta không phải là một nước tư bản phát triển trong khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo phát điên đi tìm các giải pháp giữa suy thoái, lạm phát, thiếu thốn thị trường và thất nghiệp. Chúng ta là và phải là các nhà chủ nghĩa xã hội." Vào năm 2010, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Jeffrey Goldberg, ông Fidel đã nói rằng mô hình Cuba không có tác dụng với chúng ta nữa, sau đó cho hay phát ngôn này đã bị trích dẫn ngoài bối cảnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!